đẹp thuộc hàng quốc bảo không thể che giấu, lại còn vô cùng đa tài. Ngôi sao nhận được sự chú ý không chỉ trong mà còn là ngoài nước. 진짜 괜찮네. 제가 멜로디 썼습니다. 나 진짜 괜찮은데. 제가 멜로디 다 썼습니다. 나 가수 아이유, 작곡 아이유, 작사 아이유, 프로듀서 아이유 이렇게 있으면. Không có nghi ngờ gì, đây chính là nghệ sĩ đỉnh cao nhất Hàn Quốc. Từ ca hát, sáng tác tới sản xuất âm nhạc, chính là quốc bảo âm sắc không gì không thể làm được. IU và bên cạnh cô ấy. Chỉ đứng im một chỗ thôi cũng khiến thế giới đảo điên. Ngôi sao đang vô cùng hot trên toàn cầu, Jennie. 시대를 초월해 오랫동안 기억이 되고 회자가 되는 아이콘이라면 매우 좋을 것 같습니다. Ngày hôm nay chúng ta cùng mời tới hai em yêu thích K-pop cùng nhau xem TV tại phòng khách nhà mình và thảo luận trên sao nhé. Ngây thơ thuần khiết trong sáng nhã nhặn. Jennie của chúng ta muốn làm gì thì cứ làm nhé. Nói về xu hướng hiện nay mà nhất định phải là Kim Jennie, cute sexy rồi. Mỗi một lần comeback điều khiến cả nền âm nhạc Hàn Quốc phải nín thở chờ đợi, phải nói đến ca sĩ với các ca khúc đỉnh của chóp IU chứ. Ai dám qua mặt IU của anh hả? Ôi, IU của tôi xinh đẹp tuyệt trần. Lần này, liệu ai sẽ là người chiến thắng? IU và Jennie, Jennie và IU, giao thủ gặp thách đấu. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận nhé. Anh à, Jennie của em ấy, từ thời làm thực tập sinh tại công ty YG, đã được đồn là một con át chủ bài mà công ty nuôi dưỡng rồi. Làm gì có ai mà không biết cô ấy chứ. Rap cũng giỏi, hát cũng hay, chẳng có gì mà cô ấy không làm được. Không phải quá rõ ràng hay sao? Vào năm 2013, cô ấy đã xuất hiện với ca sĩ đình đám G-Dragon cùng công ty biểu diễn ca khúc chủ đề trong album thứ 2 của ảnh. Từ đó, ai cũng đã biết tới khuôn mặt của Jennie rồi. Jennie trước khi ra mắt đã thành chủ đề hot như vậy. Nên cuối cùng khi ra mắt với Blackpink vào năm 2016, Jennie lại một lần nữa trở thành chủ đề siêu cấp hot trên mọi nền tảng mạng xã hội. Làm gì có ai không biết bài Whistle đâu đúng không? Thì từ khi là tân binh đã nổi tiếng toàn cầu rồi. Thế thì cần gì hỏi, tuyệt nhất không phải Blackpink hay sao hả anh? Năm 2018, Jennie đã có hoạt động cá nhân đầu tiên và ra mắt album solo đầu tay mang tên Solo. Không phải là gây sốt từ tận bây giờ hay sao? Những trang phục Jennie diễn trong MV và sân khấu âm nhạc đương nhiên trở thành chủ đề nóng. Vũ đạo thì bánh cuốn tới nỗi vượt qua 260 triệu view rồi đó nha. Bên cạnh đó, MV cũng đạt hơn 800 triệu view. Đây là kỷ lục số 1 của các ca sĩ solo tại nước mình đó anh ơi. Còn nữa, trên bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard Mỹ, cô ấy cũng đã nằm hạng 1 đó nha. Và Kim Jennie hiện đang là một trong những ca sĩ solo hàng đầu thế giới, cũng không hề ngoài nhé. When I first heard the news, I couldn't believe it. I was like, no way. I was very surprised that so many people around the world has actually listened to my song and they were being very supportive and they loved the song, so... Em độc thân, em tỏa sáng, chính là Kim Jennie. 안녕하세요, 신인 가수 아이유입니다. Vào năm 2008, nữ sinh ôm đàn guitar và hát ngọt ngào đã gây rung động giới giải trí thì sao? Chưa tới 20 tuổi mà đã có hai hit Good Day, You and I được yêu mến. Nhờ vậy mà IU đã được đặt cho danh hiệu em gái quốc dân. Sau đó tiếp tục là hit Friday, rồi The Meaning of You, 23, Through the Night, Palette, PP, Booming, Celebrity, v.v. Quá nhiều bản hit khiến cô ấy trở thành ca nhạc sĩ vĩ đại luôn đó. Cùng với danh sách giải thưởng nhiều không thể nào mà tin nổi. Quan trọng nhất là, ngay khi IU bước sang tuổi 30, cô ấy đã nhận được tê sang mảng nhạc số tại Golden Disc Award. Từ khi mới mười mấy cho tới 30, toàn bộ cuộc đời đều là nhận đê sang. Có cảm động rớt nước mắt không cơ chứ? Tháng 9 năm ngoái,
cô ấy đã trở thành nữ ca sĩ đầu tiên tổ chức được concert tại sân vận động Chamsil. Đây là sân vận động có quy mô lớn nhất cả nước đấy. Thế mà fan còn lấp đầy hết cả sân vận động. Đó chính là đẳng cấp của IU đấy. IU năm ấy dễ thương như một cô em gái nhỏ. Giờ đã trở thành một người nghệ sĩ trên đỉnh cao mà nền âm nhạc Hàn Quốc không thể thiếu, cũng không thể thay thế nữa rồi.